Ngay từ khi mới ra đời, ngành công nghiệp hóa chất đã chứng minh vai trò không thể thiếu trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước cũng như tái thiết và phát triển sau này. Với những đóng góp quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển hóa chất trong thời chiến đến các công trình có giá trị dân sinh trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa chất đã trở thành một ngành công nghiệp trọng điểm trong nền kinh tế với quy mô và chất lượng của các đơn vị sản xuất cũng như tư vấn ngày càng lớn mạnh. Trong suốt hơn 15 năm thành lập đến nay, đồng hành cùng sự phát triển của ngành công thương nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng, Cục Hóa chất đã tập trung xây dựng, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý hoạt động hóa chất, từng bước đề xuất chính sách phù hợp, góp phần phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Ngay sau khi được thành lập, Cục Hóa chất đã tập trung ngay vào việc ổn định tổ chức, đồng thời tập trung vào việc xây dựng bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý hóa chất để làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hóa chất, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về hóa chất. Bên cạnh việc xây dựng hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và thực thi quản lý hóa chất, Cục đã đề xuất nhiều giải pháp tham mưu để tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp hóa chất thua lỗ thuộc 12 dự án của ngành công thương, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã thoát lỗ, có lãi từ năm 2018 đến nay. 10 năm gần đây là xu hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta phải thay đổi hóa chất, làm sao đấy để quản lý hóa chất một cách khoa học, hiệu quả nhưng cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ngành công nghiệp hóa chất là một mục tiêu đề ra. Và chính vì vậy cho nên là trong thời gian vừa rồi, Cục Hóa chất cũng đã đề xuất với Bộ xây dựng luật hóa chất sửa đổi, và nếu mà theo dự kiến thì đến tháng 12 này thì sẽ được đưa vào cái họp của thường vụ Quốc hội để thông qua và đưa vào sửa đổi trong năm 2024 và có thể sang năm 2025. Từ năm 2010 đến nay, ngành công nghiệp hóa chất có bước phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu là Vinachem và PVN, đã tích cực khẩn trương đầu tư các dự án và mở rộng sản xuất. Các sản phẩm như hoàn thành các dự án xây dựng nhà máy DAP Đình Vũ Hải Phòng, xây dựng nhà máy đạm Từ Than Ninh Bình, nhà máy đạm Cà Mau, nhà máy DAP Lào Cai. Tốc độ phát triển trung bình ngành công nghiệp hóa chất giai đoạn 2010-2020 ước khoảng 10%. Ngành công nghiệp hóa chất cùng với chuỗi cung ứng trực tiếp liên quan đã đóng góp khoảng 11,2% giá trị sản lượng công nghiệp quốc gia. Trong giai đoạn 15 năm gần đây thì với cái sự đột phá về hệ thống quản lý pháp luật của Bộ Công Thương, đặc biệt là từ Cục Hóa chất, thì chúng tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều khi mà hướng dẫn cho các đơn vị từ khâu lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản các nhà máy hóa chất cho đến việc là đưa các nhà máy đó vào sản xuất và sau đó thì quản lý các cái sản phẩm hóa chất khi mà ra thị trường như thế nào, thì chúng tôi hoàn toàn có đầy đủ các cái công cụ để hướng dẫn cho chủ đầu tư, góp phần tạo cho thúc đẩy cái sự phát triển ngành hóa chất. 15 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất và xuất khẩu hóa chất của Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ, có những phát triển vượt bậc và toàn diện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hóa chất đến nâng cao sản lượng, đầu tư nhập khẩu công nghệ mới, tự động hóa cao ở những lĩnh vực có tính cạnh tranh nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm môi trường sinh thái, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng cũng như sự đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Tập đoàn điện tử Meko bắt đầu hoạt động sản xuất tại Việt Nam từ năm 2008 với cùng thời điểm luật hóa chất bắt đầu có hiệu lực. Do đặc thù, Meko phải nhập rất nhiều các loại hóa chất từ quốc gia khác để phục vụ nhu cầu sản xuất. Do đó, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều thay đổi về quản lý hóa chất tại Việt Nam. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính liên quan đến khai báo nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, tiền chất công nghiệp v.v. đều được thực hiện qua một cửa quốc gia. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến trực tiếp Cục Hóa chất. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho hoạt động sản xuất của chúng tôi. Với sự nỗ lực lớn và những đóng góp của mình trong việc hoàn thiện thể chế quản lý, thực thi và phát triển ngành công nghiệp hóa chất, tập thể Cục đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Công Thương, nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương hữu nghị, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, trước những cơ hội và thách thức, Cục Hóa chất đã đặt ra định hướng phát triển, đó là đổi mới, đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, đưa Cục trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đề xuất ban hành chính sách phù hợp trong phát triển công nghiệp hóa chất, cân đối về cơ cấu sản phẩm, phát huy lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thế giới.